quá trình đục chậu dớn. Chậu này đường kính một 40 phần. Đục hoàn toàn bằng tay và thủ công. Quả này, cây này trên rừng rất là nặng. Ai chưa đi thì chưa biết, nhưng mà một ngày chắc chỉ được khoảng 2 cây. Đây là những cái đã cắt sẵn, còn đây là những cái đã thành phẩm. Thế em cưa, em làm ngang như này lấy cái gì chặt? Dao chặt.